nữa. Có đi nước ngoài luôn hả chị? Trời ơi không có, chị có mấy cái món chiên lần này 10 kg 20 kg đó. Gọi là khô bò đen đi nước ngoài luôn kìa. Đi đi nước nào vô, chị? Tao bỏ vô Mỹ với Pháp. Chị có cái chị kia nói là ở Pháp á là lấy lần 10 kg, cái gì 15 kg là Pháp bán trong vòng. Cái này là món gì á chị? Khô bò. Khô bò này ăn với ăn sao chị? Ăn với gỏi thôi nè. Ăn với gỏi. Ăn không hoặc ăn với bánh mì. Một ký là 150 mọi người. Hôm nay đi ngang qua cái chợ bên chỗ đường Lê Quốc Hưng quận 4 á, thấy cái họ bán cái món này á thì dừng xe lại quay phim giới thiệu cho mọi người ha. Cái này là khô bò mình làm á chị hả? Ừ mình làm. Dạ. Cái này mình bán cả ngày luôn hay là bán có buổi chiều thôi? Bán nguyên ngày. Không có trưa đâu, trưa 1-2 giờ cho bán cái chiều. 1-2 giờ đó đến chiều. Dạ. Bán cái này bán bên chỗ đường Lê Quốc Hưng phường 12 quận 4 nha mọi người. Ai đi ngang qua đây thì ghé ăn số 140 Lê Quốc Hưng. Dạ. Cái này là 150 một ký hả chị? 150 một ký. Chị có vô bịch sẵn, cái bịch này là vô mấy trăm gram gì chị? Hả? Bịch như vậy. 200. Bịch này 200 gram. Này là các bạn khách biết nhiều lắm. Dạ, cái này ăn chỉ là 140. Cái này ăn với gỏi đu đủ ha chị ha. Rồi gỏi đu đủ với ăn bánh mì ăn không ăn chơi. Dạ, ăn không ăn chơi cũng được. Chị bán giùm. Bán dương tí hả? Đây mình mượn cái này mình gấp lên cái không? Đây là họ đã cắt sẵn ra rồi đó. Thì tôi đã bán bu rồi chứ bán ổi tối hoài thì sao ta còn buôn bán nữa. Đây là cái khô bò ha. Họ cắt ra này. Họ cắt ra này mọi người. Cái đó là mía. À cái này là mía, cái này là khác với khô bò khác nè ha. Đây là cái phần này là phần lá mía này mọi người. Đây là mía. Cái lá mía, còn đây hình như trong đây là có lá mía. Có hai thứ là có hai lá mía. Có hai thứ thôi mọi người. Cô bò với lá mía. Chị sao phân biệt cái nào là cô bò, cái nào là lá mía vậy chị? Cái này lá mía, này là cái này có ít lắm nè. Cái này là lá mía nè. Dạ. Thứ lá mía nè. Dạ. Này đó 30.000 lạng là 300.000 ký. Dạ. Và cái này 15.000 lạng. 15.000 lạng. Lá mía nó mắc hơn à chị hả? Lá mía mắc gấp đôi. Nếu mà mua gỏi đu đủ là chị chọn vô luôn hả chị hả? Có nước gia vị. Cái gì là bịch khô 20 là ngàn rưỡi, cái này 10.000. Chị lấy cho em cái đó đi. Có hộp bản không hay là bỏ bịch chứ? Không có, chị bỏ bịch không à. Chị dục hết trơn à, mưa gió nó bay chị dục hết trơn à. Nói chung ra là chị bán bỏ mối nhiều hơn. Dạ. Đúng không? Còn lại thì bán rẻ thôi, chứ là bán mối. Cái này là mình làm cái gì hả chị? Dạ. Chị làm cho em cái gòi ăn thử coi. Ăn thử rồi em mới đem về ăn á. Đem về ăn ha, rồi dạ. Rồi làm phần rổi thôi. Đây nè mọi người. Đây, nó đen quá, không thấy, không biết bò. Nó đen. Nó đen là tự nhiên cái loại này xưa nay nó loại lợi rồi nó vậy thôi. Nó không có bỏ màu gì hết. À, xưa nay nó đen như vậy ha. Dạ. Rồi chiên lên thì nó ngả đen đúng không? Dạ. Chứ không có bởi màu, nước màu vô nó đen, nó đắng ghét cho mình ăn. Cái loại này là nó vậy. Chị ở đây cửa hàng mình tên gì vậy chị? Thủy. Thủy hả? Cái dấu đó tao để chữ Thủy nên nhiều khi mấy đứa nó lại nó kiếm Thủy cũng là chị luôn đi. Thủy hoặc Thủy hả? Cô bò Thủy. Thủy mới chính xác là chị. Dạ. Có cái bạn kìa mọi người. Hả? Có địa chỉ luôn, có số điện thoại đặt hàng luôn. Dạ. Ăn quen ở đây rồi ha. Dạ. Ở cũ hả? Đó, bên đây đang có cũ. Đấy chị gian hàng chị đơn giản thôi. Đơn sơ thôi. Đơn sơ. Chị là tên chị Thúy hả? Ờ đúng rồi. Ở đây. Trước thì chị bán nhiều lắm, bán chị muốn trong này nè. Sau này chị trả lại rồi chị làm không nổi. Dạ. Chị bán bánh căn trộn, chị bán gỏi khô bò, chị bán nhiều lắm. Chị bán chị bán trong cái thềm rồi ăn tại chỗ luôn. Đúng rồi. Sau này chị không sức khỏe thì không bán nhiều năm rồi. Đúng rồi hả chị? Không, là hãy bán nếu
mà chị mướn thì có chỗ ngồi nè. Nhưng mà chị trả là rồi, chị bán vậy cho gọn, kiểu nói chung ra đồ cũng khi có khi không. Ừ, nhiều khi có ít thôi, để đủ bỏ mối rồi cái chị không có ra chợ ngồi. Dạ. Chị là hôm nay bỏ mối rồi mới còn đấy hay sao chị? Không, nhưng mà mối của chị nó lên đây, nhiều khi có người lấy sớm, có người lấy trễ. Còn mối nào ngày bán đây? Ngày bán 2-3 thau này không? Thì cũng có thể ngày 1-2-300 ký vô trời. Dù vậy? Khi có mấy chục ký. Dạ. Mối lấy điều thì chị không có hàng, không đủ hàng. Còn mối kiểu lấy săn sẻ thì có thể như người 5 ký, 10 ký, 3 ký, ký chân. Không? Người nào bán nhiều, nhiều khi chị cũng chở đi xa. Chị mình bán tới mấy giờ hả chị? Vô chừng anh cho chừng. Chị nói với em nhiều khi giờ, nhiều khi mới ở sao thứ nhất chứ này giúp người ta gọi cái 5-10 ký cái là chị cân. Dạ, chị cho xe đi hay là xe người ta đi xuống người ta lấy. Còn nhiều khi á người ta bán còn thì chị ngồi chị bán lẻ. Thường thường là 11-12 giờ chị mới dọn. Dạ. Trước khi dọn sớm thì dọn trễ lắm, tự làm tới giờ nó mới xong. Để đầu khoảng tới 8 giờ tối là chị dẹp. Mà nhiều khi giờ này chị hết thì chị dẹp sớm. Vô chừng. Chị bán cái món này lâu chưa? Hai mấy năm nữa. Hai mấy năm. À, chị Thúy là bán hai mấy năm, bán cái món gọi khô bò rồi đó mọi người, khô bò đen. Hai mấy năm. Đây là cái gian hàng khô bò đen của chị Thúy này mọi người. Nó nằm trong một cái khu chợ ở quận 4. Trên đường Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4. Đây mình quay cái địa chỉ cho mọi người nha. Đây khô bò đen của chị Thúy. Mọi người có thể gọi điện thoại đặt hàng chị Thúy ha. Ăn thử chưa hai em? Ăn thử chưa? Tí nữa ăn. Em giờ ăn thử bằng tay đi. Ăn với cái gọi mới ngon chứ ăn không thì. Được vậy. Nhiều đứa đâu có biết ăn nè. Đứa nè chị gọi thôi. Một mình em ăn được. Em đâu có biết ăn chứ gọi đâu. Dạ. Đây lấy nét giùm á. Thôi chị một. Cái này nó đen á. Cho nên chúng ta quay lên thì thấy nó đen. Ngoài ta còn dám ăn mà, thể nước mình không dám ăn. Đen là cái loại của nó vậy chứ đâu phải. Chị cái đen là cái màu đặc trưng của nó thôi chứ đâu có phải là phẩm màu gì đâu đúng không? Màu đen đúng không? Cầm cầm. Gia vị nhiều thứ lắm. Giờ lúc mà khâu cuối cùng mình chiên lên là hồi lúc nó nóng thì nó hơi nâu nâu, mà chừng nó nguội rồi là bắt đầu nó đen. Nó hơi ngọt á chị. Thì nó ngọt, loại này nó như vậy. Chứ nó không phải là giống khô bò kia mặn mặn hả? Cái này nó ngọt. Cái này hồi xưa giờ là nó ngọt. Rồi cái này là chị làm, tự làm ở nhà luôn hả? Chị mình làm rồi không mà sao chế lâu không chị? Nó mất bao lâu mình mới có được cái thao mình? Thì tùy theo mình làm, ví dụ không nói chưa biết được, ví dụ nhiều khi lửa tự chị làm lửa tan chứ không phải là mấy cái tiện mày làm cái tiện cũng được. Thôi tại vì nó cháy bữa đầu than tốt thì nó nhanh chứ không mà nó cũng mất cũng nửa ngày, ví dụ 3-4 giờ khuya rồi chị dậy rồi. Tùy theo hàng bữa nào ta đem lại sớm thì mình sớm, thì 7-8 giờ người ta mới có rồi mình làm tới giờ này. Còn nhiều cây dầm 1 giờ, 12 giờ. Nhưng ngày nào chị cũng làm gói đầu. Còn đồ mà hút lắm á, mà không có đồ gói đầu thôi. Mình gói đầu để cho mấy cái mối ở xa, ta dặn trước ngày á. Để mình lo, như mối mỗi ngày ta thường lấy, mình lấy là mình phải lo. Còn mối phải dặn mà bán nhiều khi chậm á, cách khoảng ngày, ăn ngày mới lấy thì mình không có lo bằng. Còn mối là mỗi ngày mỗi lấy thì mình phải dán gói đầu cho người ta. Chị nhưng mà cái này thì nó để qua ngày nó có sao đâu ha. Không, cái này á, nếu mà em để như vậy á, trong vòng 7 ngày một thì tuần. Sao? Còn nếu mình đem xa như mấy người đi nước ngoài hay là đi về Hà Nội rồi đó thì đem tới ngoài rồi, nếu mà để dài để bán mà kiểu như một lần bán thôi chứ nhiều khi ta lấy 1-20 ký á, ta bán một ngày 1 ký hoặc 2 ký thì ta đem đúng 1 ký 2 ký ra thôi, còn lại bao nhiêu ta bỏ vô đâu bỏ tủ lạnh. Rồi bắt đầu mỗi ngày ta lấy ra bình 1 ký 2 ký tùy. Còn đi nước ngoài á, ta vô bịch nữa. Có đi nước ngoài luôn hả chị? Trời ơi, không có, chỉ có mấy cái mối chiên lần 10 ký 20 ký đó. Gọi là khô bò đen đi nước ngoài luôn kìa. Đi nước nào vô, chị? Ta bỏ vô Mỹ với Pháp. Chỉ có cái chị kia mối ở Pháp á, là lấy lần 10 ký, có khi 15 ký là Pháp. Bán trong vòng tuần lễ, rồi lấy nữa. Rồi máy bay hả? Hả? Rồi máy bay đi. Chắc hay là có người xách tay đi? Không có, chỉ
chị cũng hỏi, nhưng mà một lần chị gửi qua cho con chỉ là cũng nhiều đồ lắm, quay phim gì đâu chị đâu. Thứ khác nữa, đúng không? Giờ cái vườn ta bỏ vô đông á, đủ đông á. Ví dụ ta lấy một bịch ra 2 kg ta bán. Nè, quay Đà Lạt cũng có nữa. Nói chung ra mối chị cũng được. À, rồi á, cứ bán tới đâu ta lấy ra tới đó. Còn mấy đứa ăn á, thì nó lấy nó vô bịch nửa ký. Cái đem ra lò bị sống á, làm nóng lên. Cái này phải làm nóng lên mới ngon hả chị? Đúng rồi. Còn nếu mà trong vòng tuần lễ đổ lại thì em khỏi cần bỏ tủ lạnh. Rồi rưới cái nước này lên ha, chúng mình về trộn và rưới lên. Đúng rồi, đúng rồi. Bữa nay là chị không, cái này là bữa nay là chị hết đậu, đậu với bánh phồng. Có đậu với bánh phồng đúng rồi. Đậu que ha chị, hả thôi đậu phộng. Đậu phộng á, đậu phộng muối, đậu phộng rang á. À đã bỏ vô để. Ừ đúng rồi. Chị nói là cái hàng của mình là đi đi mấy nước luôn á chị ha, đi nước nào? Tùy theo bộ gì khách, nhiều khi người ta đi cũng đâu biết. Mà theo như chị biết á, là kiểu như đi uống ngoài nó ăn, đi Pháp nhiều bán ăn thì nhiều khi chị cũng Pháp mì là nhiều ha. Rồi từ đó là xưa nay rồi, mà chị cũng bán nhiều đều cái vụ đó. Ví dụ nhiều người người ta về chơi á, cái người ta mua 5-10 kg. Dạ. Chị thì cũng ép lợ lắm thôi, là quấn băng keo chân không á hả? Dạ. Thôi là quấn băng keo rồi để bỏ vô trong cái vali quần áo cho đừng bị bể. À dạ còn đúng rồi. Nói đi trong nước là Hà Nội hay là Đà Lạt chỗ này chỗ kia thì cũng có. Chị bán món này hơn 20 năm rồi hả chị hả? Nhiều rồi em. Nghề của bà già. Bà già về má chết truyền, rồi á, mà chị bán được cũng hơn 20 năm rồi đó. Là còn bà già là bán trước nữa. Bán trước nữa, mà bán thì nói chung giờ đó xưa bán không có bằng giờ. À dạ. Xưa bán cái thau nhỏ. Giờ bán cái thau lớn á. Lần làm là chừng 50 kg thôi. Con thau này là 50 kg không chị? Nếu cái thau đầy đầy á là 100 kg. Ồ, thau 100 kg. Đây dạ. Bán 100 kg một thau hả? Ngày là bán thau thôi chị hả? Có khi hai thau tùy theo, đồ, không có ra đây. Cân giao cho mối. Dạ. Cân giao cho mối chứ không ra đây. Chị có phần của em bao nhiêu tiền vậy? Phần của em 30. Là có một phần như vậy là 30 ngàn đấy mọi người. Đủ là 10 ngàn. Cái 20 có nước sốt và có rau răm để cho mình ăn kèm luôn. Và chị nói là khi kia là có cái bánh phồng nữa và cái đậu phồng nữa, nhưng mà hôm nay nó hết mất. Thì lần sau ai có đến ghé cửa hàng chị chắc sẽ có. Đúng không chị? Chị là hai chị em hả chị? Giờ đủ đâu em. Vô bịch sẵn hết này mọi người. Giờ bỏ vô đây cho em luôn. Thôi để về nhà ăn nữa. Vô đi ăn hả? Thôi về nhà ăn. Thôi về nhà ăn. Tối về ăn. Đi vừa cắt phân đây. Chị chọn cho mình nè. Chị bỏ xí ớt rồi. Ở đây có rau gầm với đu đủ rồi nữa bạn. Một bịch nước sốt nữa, mấy bạn mua một. Thôi chị nước sốt chị để lại, chị lấy cho em nước khác để trang vô. Nước khác. Nước khác. À, nước khác. Hả? Nước này nước cái nước này là nước khác này mọi người nha, chứ không phải là cái nước chị của nó mà, đâu là nước khô bò. Chứ không phải là nước khô bò. Hồi nãy mình tưởng chung. Là nước khác nha mấy bạn. Thôi mình mới bỏ khô bò vô hết. Ở chị múc cho em vô cái còn cái đâu để bịch nghe. Đó, vậy cho nó tiện. Đó. Ở mày qua thì tại mua cho bịch khô phận đi quận tao có ăn. Thôi được rồi chị. Mua đi tao bán cho, để cho ta đi. Đây. Chị trộn cho mình ăn thử xem. Ừ. Hồi nãy thấy ăn rồi mà thấy nó hơi ngọt ngọt á. Cái loại này nó vậy em, giờ bắt đầu em trộn vô. Cái này là ăn với ít đậu cay. Trộn. Dạ. Ta bán bánh tráng trộn của em đi là chị thấy. Thịt nào em thấy thịt nào? Làm em ớt thôi nha mấy bạn, cay lắm nha. Bịch ớt nè. Để quần qua bán cho em. Mình bỏ tí đậu phộng vô. Không gì hả? Nè mấy bạn. Cạn xong rồi nè. Cái đũa trộn vô à? Lấy đũa. Bên này bao nhiêu chị? 30 em. Đó, cho em 30. Ăn hết hết. Ăn nhiều nữa. Cho em xin đôi đũa đi chị. Đó, bữa nay về cho. Cái đũa gì đâm vô cái nó bụng hết. Có được 30 chứ vô cũng đại ra đũa. Không có đũa, lấy hai cái đó là trộn đi. Chị đưa đũa cho em.
Đây cái bài comment. Cái bịch này 30 ngàn mà nó nhiều quá à. Cái nước hồi nãy là cái nước sốt riêng nha mấy bạn, chứ không phải nước trong khô bò anh ha. Em cũng tưởng nước trong cái thao khô bò. Đây mình chọn xong rồi đó bạn. Có rau găm, có đậu phộng, có ớt, có khô bò, có đu đủ, thành món gỏi đu đủ. Huyền thoại mà các bạn trẻ đó hay thích. Nếu như mà bạn nào thích ăn mà gỏi khô bò thì qua đây nha. Ở bên đây chị có bán cả sỉ lẻ luôn, rồi có bán theo ký khô bò mang về luôn. Mỗi một bọc một phần như vậy gọi là 30 ngàn. Phần khô bò là 20 ngàn, còn phần đu đủ vào sẵn là 10 ngàn. Có rau răm, có nước sốt sẵn, mấy bạn đem về nhà trộn.